Người đâm chết dân quân phân luồng giao thông ra đầu thú. Chiều ngày 4 tháng 4, khi anh Hát là dân quân tự vệ đang đứng phân luồng giao thông ở khu vực trường Trung học cơ sở Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh thì gặp ông Tuấn tạm trú tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh cho xe đi ngược chiều. Để tránh gây tắc đường, anh Hát đã yêu cầu ông Tuấn quay xe nhưng người đàn ông này không chấp hành và xảy ra cự cãi. Trong lúc hỗn loạn, ông Tuấn đã rút dao đâm anh Hát nhiều nhát khiến anh này tử vong tại chỗ. Nghi phạm sau đó đã bỏ trốn khỏi hiện trường và quay trở lại công an quận Gò Vấp đầu thú vào rạng sáng ngày hôm sau. Hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu của tập đoàn Tân Hoàng Minh. Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty cổ phần Cung điện Mùa Đông, Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh. Đây là các công ty chưa đại chúng đã thực hiện 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng trong thời gian từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022 theo quy định tại Nghị định số 153/2020 và công bố thông tin trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về các đợt chào bán này. Ngày 3 tháng 4 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng của các công ty nêu trên do có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ. Bị nhắc nhở, người đàn ông rút hung khí tấn công cảnh sát. Trong clip, một người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm đang lưu thông trên đường. Khi bị nhắc nhở, người đàn ông dừng lại rồi quay đầu xe, đâm thẳng vào người nam cảnh sát. Sau đó, người đàn ông xuống xe, tay cầm một chiếc gậy kim loại tấn công đối phương. Trước sự hung hăng của người đàn ông, nam cảnh sát đã phải bỏ chạy. Sự việc xảy ra tại một ngã tư ở thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Phải mất một lúc sau mới có người đến giúp đỡ viên cảnh sát. Đa số người xem đều tỏ ra bức xúc trước hành động hung hăng của người đàn ông đi xe máy.